nên trồng được nhiều con mướp? Hết giặt này cũng 5 con mấy rồi. 5 con mấy mướp luôn ha. 5 con mấy mình trồng với hầm á. Dạ. Ở trên mình trồng xài với mình trồng mướp ha. 3.500 một ký ha. Ra chợ chắc bán mười mấy ngàn quá. Dạ. Hôm trước có giá nhiều nhất là bao nhiêu ký anh chị? 6.650 ha. Ở đây là thuộc cái xã nào anh? Này của xã Bình Thành. Xã Bình Thành ha. Cảm ơn anh nha, để em quay cái mướp nhiều lắm cả nhà. Cả nhà thân mến, hiện tại mình đang có mặt tại xã Bình Thành nha cả nhà. Trên đường mình đi làm nè, mình thấy mướp quá đẹp luôn. Quay chia sẻ cho cả nhà xem ha. Bao la bát ngát luôn cả nhà ơi. Quá trời vàng rộ luôn á. Thì nói là chia sẻ là tới 5 công là tại ở trên là anh trồng xoài, ở dưới là hầm là mình trồng mướp. Đó. Mướp cả nhà thấy xa xa đằng kia đó. Mướp nó sỏ trái xuống nhiều lắm nha cả nhà. Đó, nhiều lắm. Xa phía kia là nguyên một cánh đồng mướp luôn, một cái vườn mướp luôn nè. Đó là anh chủ anh hái rồi à, anh hái sớm. Mình hái giấc khuya luôn ha anh, đội đèn hái luôn hả gì anh? 5 giờ là anh hái nghe cả nhà. 5 giờ sáng là đi chút xíu lái người ta lại đây người ta căng luôn hả? Dạ. Quay đi toàn cảnh cho cả nhà xem nữa nha. Đó. Này bông mướp nè, bông mướp nó nở vàng rộ luôn nha cả nhà, rất là đẹp luôn đó. Cả nhà thấy chưa? Hết sức nhiều mướp luôn cả nhà ơi. Vậy là mỗi clip mình để mỗi cái đường rãnh này mình để cái xuồng hả chị? 3.500 gì mình có lời nhiều không chị? Dạ. 3.500 là nếu đất nhà của mình là mình cũng đủ tiền sinh hoạt hàng ngày thôi hả chị? Dạ. Còn của người ta nếu người ta mướn đất thì không có dư. Năm công này là đất của chị luôn hả? Dạ, đất của bà chị mới cho mà, chứ không phải đất nhà. Ờ, đất của bà chị của chị. Dạ. Ở dưới này mình có thả con nhút rồi được không? Sao mình không thả con nhút dưới hầm này? Thả con nhút nước vô nước ra mới được, còn này nước phèn mình đâu có thả con nhút được. Dạ. Thả con nhút có cồi cọc chứ. Quá đẹp á chị, cái này là nó có trái gộ chưa hôm trước? Gần đứt lứa luôn hả? Vậy là hôm trước trái gọ là nhiều dữ lắm hả chị? Dạ. Nó sỏ xuống nhìn đẹp. Là có trái hoài luôn hả? Dạ, có trái hoài. Đã chưa? Bữa này phải 6-7 ngàn chắc mình có lý ha. Cơm gà là cái này đứt lứa à, chị hái ngày được khoảng nhiêu ký chị? Hái thì nếu mình đứt lứa thường hái cỡ 2-3 bọc, còn cỡ này thì mình hái còn được 10 bọc. Cái 100 ký ha. Dạ. Cái này một lái nó căng luôn hả? Dạ, lái căng. Đẹp quá, thấy nó vàng gộ luôn nha, hết sức đẹp luôn.
Ngày này buổi sáng, sáng mát luôn. Rồi từ từ nó mới bò giáp vàng bữa nay hả chị? Chị nói chị ở cồn là cồn nào? Dạ. Nói cho em cũng không gành lắm đâu. Tại em dân An Giang, rồi đi làm bên này. Chị đang hái mướp nghe cả nhà. Gì hả? Là chỗ công án đi qua hả gì? Đúng rồi, con có cái công án đó. Dạ. Quá đẹp luôn. Trái nhìn thấy ham luôn á. Trọng này chắc cũng kỹ thuật chứ lắm. Không không bao luôn hả chị? Kỹ thuật dữ ha. Dạ. Em thấy có nhiều chỗ nó bao á chị. Tại giá cả nó cũng không cao lắm nên mình bao mình không có lời hết chị. Hai chồng chồng năm công này rồi có mặn gì thêm nữa không chị? Đây là chị hái mướp này. Cắt mướp về thì hái ớt. Hái ớt, chị có trồng ớt nữa hả? Có ruộng không chị? Chị được mấy đứa con rồi? Dạ được 2 đứa. Đứa lớn nhỏ chị. Đây bà chị nè, chị vui vẻ lắm cả nhà. Người miền Tây mình là vậy đó. Chân chất thật thà vui vẻ lắm. Đứa lớn thì được 12 tuổi thôi, còn đứa nhỏ thì được 10 tuổi. Dạ. Vậy là mấy đứa nhỏ đi học. Dạ. Đây cần cảnh luôn nè. Giọt luôn, giọt đó có nhiêu ký chị? Mười mấy 20 ký. Mười mấy 20 ký hả? Rồi lên mình đóng gói cho nó luôn hả? Dạ. Vô vô bọc vậy đó. Dạ. Theo chân anh Kinh lên trên đường lộ rồi đóng gói cho thương lái luôn. Ở đây một buổi sáng từ lúc thức từ 4 mấy 5 giờ. Đây cũng được như này cho mình. Nếu mà vào gộ vụ đó là khoảng nhiêu ký anh? 200-300 ký một ngày ha. 2, 4, 6, 8, 10 này được 100 mấy ký rồi. Thì là anh chị cắt cái chạy ở đây luôn ha. Không có, cắt chạy nghỉ trưa ha. Cắt chạy để nghỉ trưa với để đồ. Xong chưa? Thì ông anh đang để mớp vô này cả nhà. Ở đặc biệt đó thì những cái sản phẩm thì đóng gói là 10 ký nha cả nhà. Ờ, kênh anh kênh gì anh? Dạ kênh của em là Kiểm Ca Vlog. Kiểm Ca Vlog hả? Kiểm Ca anh, dạ. Mở kênh lâu chưa? Dạ cũng lâu lâu anh. Đây mướp nè. Anh trai ơi, ở chẳng anh cầm giùm em điện thoại, anh quay giùm em cái. Em lời em cảm ơn anh cái. Anh cầm giùm em, quay giùm em, cầm em lên. Cả nhà thân mến, mỗi bịch như gì là 10 ký nha cả nhà. Đó, 10 ký nhìn ngon không? 1 ký chỉ có 3.500 đồng cả nhà ơi. Đây. Bịch to đùng gì là 35.000 thôi. Ở quê cả nhà thấy không? Làm lụng thì cực lắm cả nhà. Kiếm ra tiền thì rất là khó luôn nha cả nhà. Nhưng mà mình được cái là người dân quê mình á, rất rất là chịu khó và cố gắng làm những công việc có ích cho xã hội và trang trải cuộc sống hàng ngày. Thì nãy giờ mình cũng quay chia sẻ cho cả nhà
về những cái thật nhất của người dân quê mình, thì xin chân thành cảm ơn. Mình cũng gặp anh để cảm ơn anh. Em cảm ơn anh cho anh ghi một gọn một cảnh nha. Chúc anh trồng mướp này thì trúng mướp và giá cả thì nó có nghe cả nhà. Thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình nha. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo, mình sẽ chia sẻ về cái phong cảnh nông thôn chân thật nhất nghe cả nhà. Bye cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm.